Bản tin y tế chiều ngày 22 tháng 2 năm 2021. Hải Phòng đẩy nhanh truy vết các trường hợp liên quan đến ca dương tính vừa phát hiện. Vào sáng ngày 22 tháng 2, tại Hải Phòng ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2, ca thứ 2 sau ca được phát hiện tại Bệnh viện Trẻ Em Hải Phòng vào cuối tháng 1 năm 2021. Bệnh nhân là Đặng Thị P, sinh năm 1995, ở xóm 4, thôn Lôi Động, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Trước tình hình phát sinh ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Hoàng Động, Thủy Nguyên, chính quyền thành phố Hải Phòng quyết định thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội đối với các vùng liên quan đến ca dương tính. Thành phố sẽ cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu miễn phí tới người dân trong vùng phải phong tỏa. Các dịch vụ, hoạt động không thiết yếu được yêu cầu tạm dừng, hạn chế ra khỏi nhà nếu không có việc cần thiết, sau 22 giờ đêm không ra khỏi nhà, yêu cầu tất cả người dân phải khai báo tạm trú, tạm vắng, xử phạt thật nghiêm các trường hợp không khai báo y tế trung thực. Bệnh viện giao thông vận tải phun khử khuẩn, điều tra dịch tễ hộ gia đình của bệnh nhân, lập danh sách nhân viên y tế, bệnh nhân tiếp xúc gần với ca dương tính Đặng Thị P để đưa đi cách ly tập trung. Theo chỉ đạo này, những bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đã đến khám và điều trị tại bệnh viện giao thông vận tải từ ngày 6 tháng 2 trở lại đây sẽ phải thực hiện xét nghiệm, giám sát y tế.